đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bỏng Bệnh viện Khánh Hòa. Anh Lê Trần Anh Tuấn, 26 tuổi, trú tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua. Chỉ vì thời tiết xấu, không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, xe anh Tuấn đã lao thẳng vào cây xăng bên đường. Khuyến cáo với mọi người là chúng ta luôn luôn phải chú ý quan sát và giữ một cái khoảng cách nó phù hợp. Đối với những trường hợp mà bị che khuất tầm nhìn do mùa mưa bão hoặc là sương mù thì chúng ta phải sử dụng cái tốc độ nó phù hợp để hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề cái tình trạng tai nạn giao thông xảy ra. Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng vào sáng ngày 8 tháng 4, bà La Thị Chánh bị thương rất nghiêm trọng, gãy tay liên lồi cầu xương cánh tay bên phải, gãy một phần xương giữa ở chân. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định và đang làm các xét nghiệm để chuẩn bị cho việc phẫu thuật trong thời gian tới. Theo lời kể một số nhân chứng, xe khách mang biển số 78A02370 do ông Trần Tấn Lực, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cầm lái, đã va chạm xe ô tô tải biển kiểm soát 76C07782 đi cùng chiều theo hướng Phú Yên, Ninh Thuận. Chiếc xe tải tiếp tục lao vào cây xăng bên đường rồi mới dừng lại. Cú va chạm đã khiến 7 trên 9 người ngồi trên xe khách bị thương nặng phải đi cấp cứu. Điểm lại một số vụ tai nạn giao thông chết người và gây thương tích nặng xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây. Có thể thấy, một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông rất thiếu ý thức, chủ quan dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.